Đối với Quảng Ninh, than là nguồn tài nguyên quan trọng cung cấp cho các ngành sản xuất trong nước và xuất khẩu. Với số nộp ngân sách nhà nước trên 12.000 tỷ đồng mỗi năm, nguồn tài nguyên này đã đóng góp phần lớn vào số thu ngân sách nội địa và duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cho tỉnh. Đặc biệt, trong giai đoạn hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm bị đóng băng vì dịch bệnh và những biến động từ thị trường thế giới, vai trò của ngành than càng được khẳng định rõ hơn với những đóng góp ổn định cho nền kinh tế và an sinh xã hội. Nhận định rõ vai trò của mình, các doanh nghiệp khai thác kinh doanh than trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao chất lượng và giá thành hoàn than, đảm bảo hiệu quả đầu tư, doanh thu, lợi nhuận, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ nộp các khoản thuế phí theo quy định của nhà nước. Cùng với trách nhiệm của TKV và ngành than, tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khai thác kinh doanh than trên địa bàn hoạt động ổn định, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương và chính phủ. Theo quy trình công nghệ, các chủng loại than mà TKV đang sản xuất chủ yếu gồm than nguyên khai, than thương phẩm, than sạch sản xuất, than cục các loại, than cám, than bùn tuyển, than tiêu chuẩn cơ sở, than bùn địa phương và than mỡ. Trong đó, chỉ tính riêng các loại than cục và than cám đã có rất nhiều chủng loại với phẩm cấp khác nhau, được xác định dựa trên hơn 50 chỉ tiêu đánh giá theo quy định. Than sau khi được kiểm định lần 1 ở các cơ sở khai thác, sẽ tiếp tục trải qua khâu giám định nghiêm ngặt tại đơn vị có chức năng giám định, kiểm định duy nhất của TKV, đó là Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin. Tại đây, với hệ thống máy móc thiết bị và công nghệ giám định hiện đại bậc nhất, than sẽ được giám định tới hơn 50 chỉ tiêu để đánh giá phân loại phẩm cấp một cách tương đối chính xác. Đây là cơ sở để TKV xác định chủng loại, giá trị hòn than, cũng như làm căn cứ để xây dựng giá bán than trong nước theo cơ chế thị trường và dưới sự điều tiết của nhà nước. Về chất lượng là làm sao đảm bảo chính xác nhất để cho khách hàng vừa đảm bảo cái quyền lợi cho tập đoàn, vừa đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Thế chính vì vậy là chúng tôi đã đưa các thiết bị máy móc, các máy móc phân tích, các chỉ tiêu, ví dụ như là nhiệt lan, chất bốc, độ cho, để chúng tôi tập trung chúng ta làm sao cho nó đảm bảo nhất mà nhanh nhất. Thì các máy móc ở đây là rất là hiện đại và chính xác, và chúng tôi đã có các phòng thí nghiệm, ví dụ như là các phòng lab đạt cái tiêu chuẩn 17025. Thì cái này chúng tôi đã làm rất là chặt chẽ, và vừa qua thì trong 5 năm vừa qua thì trên 230 triệu tấn than tiêu thụ ấy, gần như không có ai phản nàn về chất lượng, đảm bảo chất lượng cho khách hàng và quyền lợi cho TKV. TKV đang thực hiện đối với lại giá bán than thì đang thực hiện rất là nghiêm túc theo cái quy định của luật giá do chính phủ ban hành. Thì theo đó là giá bán than cho các hộ tiêu thụ trong nước là được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Thì trước khi ban hành các cái quyết định về giá bán than thì TKV đều rất nghiêm túc thực hiện cái việc kê khai và báo cáo cái xây dựng giá cho cục giá của Bộ Tài chính, và sau khi có cái văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính thì TKV ban hành các quyết định về giá than để thực hiện theo quy định. Thì hiện tại thì đối với lại giá bán than trong nước thì TKV cũng đã điều chỉnh, nó cũng tiệm cận với lại giá thị trường thế giới. Còn đối với giá bán than trong điện thì cũng vẫn đang thực hiện theo các quyết định đã được sự chấp thuận của Bộ Tài chính từ những năm trước đây. Theo đó thì giá bán than trong nước cho điện chỉ bằng khoảng 70% giá bán than trong nước cho các hộ trong nước. Thế còn đối với than pha trộn, than nhập khẩu bán cho các hộ điện thì thực hiện theo kê khai giá, theo cái giá của than nhập khẩu và giá than trong nước theo tỷ lệ pha trộn, và được thực hiện hàng quý theo cái thỏa thuận giữa TKV và các hộ nhà máy nhiệt điện. Than tiêu thụ của TKV chủ yếu được bán cho các nhà máy nhiệt điện đốt than trong nước, các nhà máy sản xuất phân bón, sản xuất xi măng theo hợp đồng đã ký. Trong đó, sản lượng than cấp cho các nhà máy nhiệt điện hàng năm chiếm khoảng 80% tổng sản lượng than tiêu thụ của TKV. Phụ thuộc năng lực sản xuất thực tế và quy trình công nghệ của các nhà máy nhiệt điện, TKV cũng đã được chính phủ cho phép nhập khẩu than để pha trộn với than trong nước, đảm bảo cung cấp đủ than cho các hộ điện. Theo đó, các chủng loại than bán cho các nhà máy nhiệt điện là than cám 5, cám 6 sản xuất trong nước và than cám pha trộn giữa than trong nước với than nhập khẩu, gồm một số loại than cám 5A, 6A.
Tính riêng năm 2023, để đảm bảo cung cấp khoảng gần 39 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện, TKV sẽ nhập khẩu khoảng 9,2 triệu tấn than. Ngoài ra, tập đoàn xuất khẩu một số chủng loại than chất lượng cao như than cục, than cám 1, 2, 3 theo văn bản cho phép hàng năm của Thủ tướng Chính phủ. Những thống kê này thể hiện sự minh bạch về các chủng loại than mà tập đoàn sản xuất, cung cấp cho các hộ khách hàng, cũng như cho thấy nguồn thu chủ yếu về than của TKV là từ các hộ điện. TKV cũng đã có những cái văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc là điều chỉnh cái giá bán than trong nước cho các hộ điện, thì cũng là để mà đảm bảo được cái hiệu quả sản xuất kinh doanh cho TKV, thì cũng rất là mong là trong thời gian tới thì Chính phủ sớm điều chỉnh giá bán điện, thì trên cơ sở đó thì TKV sẽ được điều chỉnh giá bán than cho điện để đảm bảo sản xuất kinh doanh cho TKV cũng như là cho các hộ điện, và đảm bảo chống cái gian lận thương mại trong cái việc mà tiêu thụ than. Để đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời tăng doanh thu và lợi nhuận, TKV chỉ đạo các đơn vị thành viên phát huy tối đa năng lực khai thác. Năm 2023, TKV đang triển khai khai thác than theo 40 giấy phép khai thác và đang thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cho 4 dự án, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023 là trên 39 triệu tấn than. Các mỏ sản lượng cao như than Cao Sơn, than Đèo Nai, than Vàng Danh, than Hà Lầm tích cực đầu tư cơ giới hóa, nâng cao trình độ công nghệ khai thác than, đảm bảo tăng năng suất, giảm chi phí. Đây cũng là các đơn vị có số doanh thu cao của TKV. Đơn cử như công ty cổ phần than Vàng Danh Vinacomin, trung bình hàng năm đạt doanh thu từ 4,5 đến 5,5 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt năm 2022 vừa qua, than Vàng Danh đã nỗ lực bứt phá trong điều hành sản xuất kinh doanh và thu về doanh thu hơn 6.700 tỷ đồng, vượt hơn 1.000 tỷ so với kế hoạch. Số thu lớn cũng giúp than Vàng Danh làm tốt hơn nghĩa vụ nộp ngân sách với địa phương. Trong những năm qua thì đối với công ty cổ phần than Vàng Danh chúng tôi thì năm 2020 thì là doanh thu đạt khoảng 4.500 tỷ và lợi nhuận là đạt 75 tỷ. Và cái việc nộp ngân sách thì sắp xỉ 1.000 tỷ. Đối với năm 2021 thì doanh thu chúng tôi thực hiện là 5.300 tỷ và lợi nhuận là đạt 137 tỷ đồng và nộp ngân sách là 1.030 tỷ. Và riêng cái năm 2022 đấy thì doanh thu chúng tôi là tăng đột biến, là chúng tôi tăng khá cao là với cái mức tổng doanh thu là 6.700 tỷ và lợi nhuận chúng tôi đạt được là 220 tỷ. Và cái tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước ấy thì đạt 1.029 tỷ. Và đối với cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2023 này thì chúng tôi được Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam giao sản xuất coi như tổng sản lượng là sắp xỉ là 4 triệu tấn. Và hiện nay thì trong cái kế hoạch quý 1 thì chúng tôi đã thực hiện được về doanh thu là chúng tôi đã đạt được 1.700 tỷ và lợi nhuận đã đạt được 38 tỷ và cái nộp ngân sách nhà nước là 390 tỷ đồng. Quảng Ninh hiện có 42 doanh nghiệp trực tiếp khai thác than, 50 doanh nghiệp trực tiếp khai nộp thuế, phí liên quan đến hoạt động khai thác kinh doanh than. Các doanh nghiệp được phép khai thác than chủ yếu thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc. Các doanh nghiệp có hoạt động khai thác kinh doanh than trên địa bàn hiện đang thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế phí cho tỉnh Quảng Ninh và Chính phủ. Trong đó, đối với than sản xuất trong nước, các doanh nghiệp ngành than thực hiện nộp các khoản gồm phí cấp quyền khai thác theo quy định luật khoáng sản, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng theo quy định của luật thuế, luật bảo vệ môi trường và các quy định hướng dẫn liên quan. Riêng TKV, trung bình một năm, số nộp các khoản thuế phí này là khoảng 13,5 nghìn tỷ đồng. Đối với than nhập khẩu và xuất khẩu, các doanh nghiệp ngành than thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường than nhập khẩu theo quy định của luật thuế, luật bảo vệ môi trường và các quy định hướng dẫn liên quan. Theo đánh giá của ngành thuế, các doanh nghiệp ngành than, đặc biệt là TKV, đang chấp hành tốt việc khai nộp các khoản thuế phí theo quy định. Đối với người nộp thuế nói chung và các cái doanh nghiệp mà ngành than nói riêng thì cơ quan thuế đánh giá cái việc tuân thủ pháp luật theo quy định của luật quản lý thuế. Theo đó thì cơ quan thuế đánh giá cái mức độ tuân thủ của người nộp thuế thì dựa trên các cái hệ thống tiêu chí, thông tin về quá trình lịch sử hoạt động người nộp thuế, quá trình tuân thủ pháp luật và cái mối quan hệ hợp tác với cơ quan thuế trong cái việc thực hiện pháp luật thuế và các cái
mức độ vi phạm về pháp luật thuế. Qua đánh giá cái mức độ tuân thủ chính sách pháp luật của người nộp thuế thì đánh giá chung là các doanh nghiệp ngành than là đều được đánh giá là tuân thủ tốt cái việc khai thuế, nộp thuế. Hàng năm thì Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức những cái hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu, tôn vinh người nộp thuế thực hiện tốt cái nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Thì cái khối doanh nghiệp ngành than thì luôn chỉ trọng cao trong toàn tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, hàng năm Cục Thuế Quảng Ninh đều chỉ đạo các đơn vị trong ngành đánh giá, phân tích và đề ra biện pháp tăng cường công tác giám sát, quản lý khai thuế nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý khai nộp thuế đối với ngành than. Các đơn vị trong ngành thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, các dự án đầu tư, thu thập tài liệu, phân công công chức nghiên cứu chuyên sâu các quy trình chế biến tiêu thụ than. Tập trung phân tích đối chiếu chéo sản lượng giữa các đơn vị khai thác và chế biến, đối chiếu số liệu qua thanh kiểm tra giữa các đơn vị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành nhằm ngăn chặn doanh nghiệp thiếu trung thực giữa việc lập hồ sơ khai thuế và lập báo cáo khoáng sản. Với các giải pháp chặt chẽ, sản lượng tài nguyên khai thuế phí và số thu nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tăng qua các năm. Để quản lý thuế có hiệu quả thì một cái yêu cầu quan trọng đối với chúng tôi là phải nắm rõ cái đặc điểm của ngành, quy trình sản xuất, chế biến tiêu thụ than thông qua nắm bắt các cái quy định, quy chế, quyết định của doanh nghiệp. Qua đó chúng tôi sẽ thực hiện rà soát, đối chiếu với các quy định của nhà nước, đồng thời so sánh với tình hình thực hiện thực tế của doanh nghiệp. Chúng tôi phải xem xét các cái báo cáo, các cái tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của doanh nghiệp, báo cáo nghiệm thu khối lượng mỏ cùng với các cái hồ sơ khai thuế đã nộp cơ quan thuế, bám sát được những cái thay đổi về cái sản lượng, các cái chủng loại tài nguyên là các loại than đạt tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở và các cái chủng loại tài nguyên ngoài tiêu chuẩn như là đá xít thải, bùn thải hoặc là đất đá lẫn than. Để qua đó thì cán bộ công chức có thể kiểm tra được cái căn cứ tính thuế trên cái hồ sơ khai thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Qua đó thì đảm bảo là thu đúng, thu đủ cái sắc thuế chiếm tỷ trọng cao nhất trong số nộp ngân sách của các cái doanh nghiệp này. Chúng tôi đã phối hợp tích cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép, gia hạn cũng như đóng cửa mỏ thông qua việc xác định nghĩa vụ tài chính về cấp quyền khai thác khoáng sản, rồi xác định nghĩa vụ tài chính về các khoản liên quan đất đai. Thứ hai là ngành thuế cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, giúp các doanh nghiệp ngành than trong cái việc thực hiện việc khai tốt các nghĩa vụ tài chính cũng như là quyết toán thuế theo các quy định pháp luật thuế mới, và cũng triển khai thực hiện thành công đối với các doanh nghiệp ngành than trong việc thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử, góp phần thực hiện cái việc theo kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban tỉnh liên quan đến kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ninh. Thứ ba là chúng tôi cũng đã kịp thời hướng dẫn giải quyết việc các chính sách liên quan đến miễn giảm các khoản thuế phí, đặc biệt là giảm 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp ngành than. Qua đó thì cũng góp phần giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp ngành than để ổn định sản xuất, tiếp tục phát triển sản xuất, góp phần tích cực trong đóng góp việc phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng GDP của tỉnh. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất ổn do tình hình thế giới và khu vực, nhất là chính sách Zero Covid của Trung Quốc, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Nhưng bằng sự chỉ đạo quyết liệt và những giải pháp kịp thời, linh hoạt, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó nổi bật là số thu ngân sách nhà nước đạt hơn 56,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021. Trong tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2022, có 42 nghìn tỷ đồng thu nội địa, đạt 100% kế hoạch năm, và thu xuất nhập khẩu đạt 14.500 tỷ, tăng 45% so với kế hoạch. Đóng góp vào bức tranh tài chính của tỉnh phải kể đến số thu từ hoạt động khai thác than, chủ yếu là của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, với số nộp cả năm trên 14.000 tỷ đồng, bằng 105% dự toán và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 33% tổng thu ngân sách nhà nước cả tỉnh. Trên đà thắng lợi, TKV bước vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, đó là đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia, đồng thời làm tốt hơn nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước cho địa phương và chính phủ. Quý 1 năm nay, doanh thu của tập đoàn đạt trên 39,6 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022,
lợi nhuận 1.300 tỷ. Tập đoàn thực hiện số nộp ngân sách nhà nước khoảng 10,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6% kế hoạch năm 2023.